trưởng lão Thích Thông Lạc. Phải không? Nhưng mà bây giờ các con học như vậy mà các con không tu, các con nghe người ta hỏi, các con lấy của thầy, các con trả lời, nhiều khi cái đó là cái khổ đau nhất, cái đó là cái sai nhất. Cho nên ở đây chúng ta cần đừng có hiểu gì hết, mà phải nỗ lực tu. Chừng đó ai hỏi mình, móc ở trong bụng mình ra mà trả lời, cũng như thầy bây giờ móc ở trong bụng mà trả lời các con đó, cái đó là cái hay nhất, phải không? Không có dựa vào kinh sách đâu, kinh sách nó nói đâu có ra cái này đâu. Con thấy nó diệt tận định, nó nói ẩm bậy tầm bạ, nó nói nhập định gì mà y áo bị lửa cháy hết, rồi còn sám da nữa, rồi lấy đùm la đánh nữa. Trời, nó nói diệt tận định cái kiểu đó thì thầy nói thiệt là nó nói cái định gì hết chứ, nó đâu có biết thứ gì đâu. Đó là những cái sai của các người sau này không có nhập diệt thọ tương định, mà nói ưởng, nói đại, nói cho qua, nói gạt người ta, chưa có biết, không hiểu điều kiện. Vì vậy một cái người mà tu diệt thọ tương định như người ta thì nói, cái từ trường của họ đâu có phải chuyện dễ của một cái người thường. Thầy nói bây giờ thầy ngồi nhập diệt thọ tương định đây nè, các con đi vô, cái vô hình như vậy các con vô không được đâu. Chứ đừng có nói các con vô làm như là đi không được. Nó như là cái tường đồng vết sắt vậy, chứ đừng nói xâm chiếm vô cái thân của thầy được đâu. Nó đâu có dễ đâu. Một con vật còn vô không được thì huống hồ các con làm sao đi qua được cái tường đồng vết sắt vô hình đó. Mặc dù đứng ở ngoài thấy đó, nhưng mà bước vô không được. Nó đâu phải dễ đâu. Nghĩa là thí dụ như bây giờ thầy ngồi trong thất đó, mà cái từ trường của thầy rộng ra ngoài kia, con đi vòng vòng ngoài kia mà đi vô không được. À biết như vậy mà vô không được, vô để sát vô không được. Nó có cái lực của nó như vậy đó. Chứ đừng có nói mà đến gần được cái thân của người nhập diệt thọ tưởng định đâu. Còn nhập tứ thiền thì được, nhập diệt thọ tưởng định thì không có được đâu. Đó. Thì như vậy là các con biết được, như vậy là các con biết được cái từ trường của cái lực, cái đại thần lực của người nhập diệt thọ tưởng định, không phải là cái tầm thường của bậc thánh nhân, không phải là tiểu thừa đâu. Cho nên các con hiểu theo cái kiểu mà hiểu của các nhà đại thừa thì cái đó là cái sai.